Từ sáng sớm ngày 2 tháng 2, Hà Nội có sương mù dày đặc. Sương mù dày khiến tầm nhìn bị giảm, việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều chuyến bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội cũng đã phải tạm dừng cất cánh và hạ cánh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng sương mù dày đặc là do gió đông nam hoạt động mạnh, đưa ẩm vào đất liền, gặp nhiệt độ thấp về đêm và sáng khiến hơi nước ngưng tụ, hình thành sương mù giăng phủ ở lớp không khí gần mặt đất. Lượng ẩm càng lớn, sương càng dày. Thời tiết ở khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ mấy ngày hôm nay thì đều có cái xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng sáng ngày hôm nay thì hiện tượng sương mù nó dày đặc hơn so với những ngày hôm trước. Thì nguyên nhân có mấy cái nguyên nhân gây ra cái sương mù dày đặc như ngày hôm nay. Thứ nhất là trong suốt thời gian vừa qua thì Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ liên tục có cái mưa nhỏ, mưa phùn nên độ ẩm không khí là rất là cao. Cái thứ hai là những ngày hôm nay thì cũng khá là lặng gió, đấy, cho nên là cái không khí là xáo trộn ít. Cái thứ ba là trong suốt cái một tuần trước thì liên tục có cái lượng không khí lạnh mạnh. Tuy nhiên thì các cái lớp không khí lạnh thì lại rất là mỏng, cho nên là chỉ làm lạnh ở một lớp mỏng ở sát bề mặt. Chúng tôi qua đo đạc thì thấy rằng là nhiệt độ không khí ở sát bề mặt hiện nay là thấp hơn so với nhiệt độ không khí ở khoảng độ cao là 900 mét, tạo ra cái lớp nghịch nhiệt khiến cho toàn bộ không khí hơi ẩm, rồi kể cả các cái bụi bẩn cũng là được là bị gọi là tập trung ở lớp sát bề mặt, gây ra cái hiện tượng sương mù kèm với cả cái ô nhiễm như ngày hôm nay. Thì cái hiện tượng sương mù thì thường xuyên xảy ra hàng năm trong mùa thu, kéo dài cho đến mùa xuân, và cao điểm sẽ xảy ra trong mùa đông, cho nên thời gian này xảy ra cái hiện tượng sương mù này cũng là bình thường. Chúng tôi dự báo là hiện tượng sương mù dày đặc có thể cần kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 2 và sẽ kết thúc trong khoảng ngày 5 khi mà có một đợt khí lạnh mới làm cho cái độ ẩm không khí giảm xuống, cũng như là xáo trộn gió mạnh hơn và xáo trộn trong không khí lớn hơn, cho nên từ khoảng ngày 5 là hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù là sẽ chấm dứt. Trong cái điều kiện mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù kèm với cả ô nhiễm không khí này thì người dân cần hết sức lưu ý các cái hoạt động ngoài trời, bảo vệ sức khỏe. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ thì cần phải kiểm soát tốc độ trong trường hợp là tầm nhìn bị hạn chế. Dự báo sương mù sẽ còn tiếp diễn ở thủ đô Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác ở phía Đông Bắc Bộ trong 2 đến 3 ngày tới. Thời gian sương dày nhất là từ đêm đến sáng.